Một thực trạng đáng lo ngại về sức khỏe cộng đồng khi ngày càng có nhiều người mắc những căn bệnh nan y về đường hô hấp, mà nguyên nhân gây bệnh chủ yếu sẽ được đề cập đến qua phân tích của các chuyên gia ngành y. Rất nhiều những người vào đây bị ung thư phổi và 6 tháng nay không hút thuốc lá, có nghĩa là tới 3-4 chục năm về trước đã từng hút thuốc lá. Thuốc lá là một cái thủ phạm chính gây ra bệnh ung thư phổi. Tỷ lệ người ung thư phổi tăng lên cùng với cái tỷ lệ hút thuốc lá tăng lên. Theo thống kê, hút thuốc là nguyên nhân của hơn 90% các ca ung thư phổi, 75% các ca mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 25% ca bệnh tim thiếu máu cục bộ. Tôi hút thuốc lá, nó vào 39 năm, đỉnh cao là một ngày dưới 3,5-2 bao. Tôi bị u phổi và đang điều trị ở đây đến nay là 9 tháng. Cái bệnh của tôi là ca vòm họng trên. Bác sĩ bảo tôi là bệnh u hạ họng. Theo điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành Việt Nam năm 2010, Việt Nam có 15,3 triệu người trên 15 tuổi hút thuốc lá. Trong 10 năm, từ năm 2002 đến năm 2012, tiêu thụ thuốc lá bình quân trên đầu người tăng hơn 1,2% một năm. Điều đáng lo ngại là người thu nhập thấp lại có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao. Cứ 4 thanh niên tuổi từ 14 đến 24 thì có một người sử dụng thuốc lá. Và rất nhiều em thử điếu thuốc đầu tiên trước năm 14 tuổi. Một ngày tôi hút trung bình một gói từ năm 19 tuổi. Đến bây giờ tôi hút được gần chục năm rồi. Thu nhập của tôi tầm khoảng 150 cho đến 200 nghìn một ngày. 300 nghìn một ngày. Có ngày có thể 200-300, có ngày có thể 500. Chúng tôi đi làm thế này vất vả lắm. Ngày thì được có hơn 100 nghìn thôi. Ngày được 100, ngày được 100. Ngày có việc, ngày không, nhưng không có nào thế làm đâu. 6 người đây, 7 người đây, ngày hết 2 cuối. Trong các loại thuốc lá thì bây giờ nó tầm 20-25 nghìn bao mà. 10.000 bao. Trong 9 tháng điều trị ở tại đây và bệnh viện tỉnh Nam Định thì mỗi một tháng chi phí thấp nhất là 15 triệu. Ngoài tiền bảo hiểm mà chỉ có đi lại rồi bồi dưỡng rồi mua thuốc men về nhà uống. Từ Tết đến giờ thì tôi mất khoảng hơn 100 triệu rồi. Góp được một ít tiền đấy thì nói chung là... Khi là nhà cũng có thì nó góp một ít, khi mà thiếu thốn đâu thì cũng có vay mượn để chữa trị cho bác. Chắc chắn rằng khi nhấc điếu thuốc lá đầu tiên lên môi, ít người có thể hình dung rằng chính họ một ngày nào đó không những đánh mất cuộc sống của mình mà còn có thể trở thành gánh nặng cho gia đình, cho người thân và xã hội. Một nghiên cứu của Đại học Y tế Công cộng và Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe cho thấy chi phí điều trị và mất khả năng lao động do ốm đau và tử vong sớm cho 5 loại bệnh do hút thuốc lá gây ra gồm ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đột quỵ và thiếu máu cơ tim là 23.139,3 tỷ đồng mỗi năm. Qua báo cáo của các nhà khoa học, tỷ lệ người bệnh bị ung thư phổi do hút thuốc lá chiếm tới 98,7%. Nghiên cứu của Viện Chiến lược Chính sách Y tế năm 2011 cho thấy bệnh tật và tử vong sớm do thuốc lá làm mất đi 1,5 triệu năm sống khỏe mạnh của người Việt Nam. Và một cái con số nữa mà Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố là mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người chết do các cái bệnh liên quan đến thuốc lá. Có một thực tế cho thấy đa số thuốc lá đang bày bán tràn lan trên khắp các nẻo đường Việt Nam. Phần lớn giá cả rất rẻ so với các nước khác trên thế giới và trong cùng khu vực. Có thể biện minh rằng do đời sống tại Việt Nam thấp nên giá thành của thuốc lá thấp cũng là hợp lý. Tuy thế, chính sự có vẻ như hợp lý này lại là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam có thứ hạng cao về số lượng người sử dụng thuốc lá trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp chúng ta đứng hàng thứ 12, 13 nước mà có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Mong muốn thay đổi thực trạng đó, từ một vài năm trở lại đây, Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe đã